đừng tiếc like và comment khi xem video. Miệng hết hôi, hết đau, cao răng, bong ra từng mảng, răng trắng bóng chỉ nhờ một quả chanh mà chẳng cần đến nha khoa. Hàm răng ố vàng vì cao răng, sâu răng, hôi miệng đều có thể giải quyết trong vòng một nốt nhạc với công thức vô cùng đơn giản từ quả chanh. Chắc hẳn mẹ nào cũng đã từng một lần đi lấy cao răng rồi nhỉ? Vì không giải quyết nó thì trông gớm lắm, răng không những ố vàng, gây mất thẩm mỹ, mà nếu để lâu còn dễ bị hôi miệng, sâu răng hay chảy máu chân răng nữa. Vì vậy, các mẹ đừng có chủ quan nha, cái răng, cái tóc là vóc phụ nữ mà. Tình cờ em đọc được một bí quyết lấy cao răng tại nhà ở một tạp chí sức khỏe nên về áp dụng thử luôn. Ai ngờ có hiệu quả thật các mẹ ạ. Chỉ nhờ một quả chanh với vài nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp như muối, baking soda là cao răng ố vàng cứng đầu đã bong ra từng mảng. Không những thế, hơi thở còn thơm tho, răng dần hết đau, hết sâu răng luôn nhé. Thấy hiệu quả quá nên ngày hôm nay em sẽ chia sẻ công thức này cho các mẹ cùng tham khảo, tiết kiệm tiền bạc và thời gian đến nha khoa cho các mẹ bận rộn. Cần chuẩn bị một quả chanh tươi, một thìa cà phê baking soda và một thìa muối hạt, dao, bát và thìa. Cách làm: chanh mua về rửa sạch, cắt làm đôi, vắt một thìa canh nước cốt chanh cho vào bát, phần vỏ chanh thì dùng dao cắt bỏ ruột, cùi phần trắng, thái phần vỏ xanh thành sợi nhỏ, một nửa để nhai, một nửa thì băm nhỏ cho vào bát nước cốt chanh tươi. Cho vỏ chanh băm nhỏ và một thìa baking soda vào bát cùng với nước cốt chanh. Dùng thìa khuấy đều để tạo thành một hỗn hợp sền sệt là có thể sử dụng được. Cách sử dụng: đầu tiên, súc miệng bằng nước ấm để làm sạch những mảng bám thức ăn còn thừa và sót lại ở khoang miệng. Nhúng bàn chải vào hỗn hợp trên rồi đánh răng như bình thường. Chải răng theo chiều dọc từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài khoảng 3 phút. Súc miệng bằng nước ấm để làm sạch khoang miệng. Tiếp theo, lấy phần vỏ chanh thái sợ cho vào miệng để nhai từ từ. Lúc này, nước bọt tiết ra hòa quyện với tinh dầu vỏ chanh sẽ giúp đánh bật mảng bám cứng đầu phía sâu trong kẽ răng và chỉ sâu răng hiệu quả. Nhai vỏ chanh trong khoảng 2-3 phút rồi súc miệng bằng ly nước muối pha loãng là xong. Các mẹ nên kiên trì thực hiện công thức này vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Như em đã làm trong vòng 1 tuần thì hàm răng đã trắng sáng rõ rệt, cao răng biến mất hẳn. Hơi thở thơm mát, sảng khoái khiến em ngủ ngon giấc hơn. Chồng em hỏi em đi nha khoa lúc nào, em chỉ cười tủm và bảo rằng em trốn việc đi làm đấy. Chúc các bạn cũng thành công như mình nha. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn Số Thế Giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.